Lời nói đầu tiên cho phép em xin, em là Dung Y, xin thay mặt cho toàn thể anh chị quan khán Lô Tô Hương Nam xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý vị khách quý có mặt tại buổi tối đêm nay qua chương trình Lô Tô Show của quan khán Lô Tô Hương Nam với chủ đề Thịnh Bơ Logo. Lời chúc sức khỏe là chào trân trọng nhất. Sao cái đội hình của mình sao thiếu người kỳ vậy trời? Đâu rồi? Ủa? Sơn Ca ơi, Sơn Ca. Bà đó. Sơn. Giờ cái gì vậy má? Dù mày người ra đây. Mày bài chơi cái đòi gì kỳ cục vậy? Cái gì? À, sao? Cái đòi gì kỳ cục vậy? Sao không bấm lên? Sao không bấm lên? Tôi kể cho bà nghe. Hồi nãy là cái lúc mà lên đỉnh Vinh Quang rồi phải không? Khán giả thấy rồi. Thì tới lúc mà xuống tự nhiên cái máy hư bấm không có được. Không, nó ác ghê trời. Ê thật sự nha, hồi nãy mà chui xuống tôi tưởng tượng mình đi 12 cửa ngục không á. Thế chứ bộ. Thế đâu đi sớm vậy. Hai anh ơi, bây giờ mình sẽ quay số chia đều. Bây giờ quay số hay chia đều? Bây giờ hai bạn sẽ có cơ hội đoạt giải. Một là dĩa lòng sầu dưa 30k, hai là dĩa gỏi cá chích 120. Bà này gỏi cá chích hoài vậy trời Phật ơi. Trời ơi. Rồi, xin mời hai bạn vào bên trong nhận phần thưởng của mình nha. Xin được chúc mừng hai anh. Nói đi. Nói đi chị. Vô. Vô đi, thôi chị vô đi. Chị, vô đi kìa. Nói đi. Nói đi. Vâng ạ, quý vị dòng loại thần tài nha quý vị nha. 30.000 đồng cho một tấm lá vé nha quý vị. Và mình quay được hai lần nha quý vị nha. Lượt quay đầu tiên mình nhận về một voucher trị giá 2.600.000 đồng. Wow. Lượt quay thứ hai mình nhận về là một tấm phiếu voucher trị giá 1.000.000 đồng mà. Yeah. Quá hấp dẫn quý vị. Rồi, cảm ơn quý vị và ngay từ bây giờ nói đến tới xin mời quý vị mình ủng hộ cho cái nói đối tượng Nam với những tấm lá vé mà những gì chúng em đang dao động phục vụ còn lại để bên cho chúng em chuẩn bị tổng kết lốc vé và mở thưởng cho vòng loại đầu tài lượt voucher 2.600.000 đồng cho lượt giờ số đầu tiên, lượt giờ số thứ hai là 1.000.000 đồng luôn nha quý vị nha. Nói đi. Rồi, tham gia ủng hộ nhanh tay lẹ chân lên luôn quý vị. Đã bán đằng trước mà mình lắc lướt qua đằng sau, bán bên phải mình lắc lướt qua bên trái. Khi mà mình bán vé đó quý vị mình nhìn kỹ các người đẹp nha. Con mắt bên phải giật là chắc chắn sẽ có khán giả bên phải mua vé. Thí dụ như bán vé, con mắt bên trái giật là chắc chắn sẽ có khán giả bên trái mua vé. Thí dụ như quý vị mình thấy các người đẹp Hương Nam, hai con mắt giật một lượt, bảo đảm với vị tối nay có một con bị bầm. Dạ. Trời ơi, mà nói vậy người ta sợ kìa. Nít nhìn bà cười quá. Trời ơi, cười quá trời luôn, con vui không con? Vui đúng không? Con ơi, cho con Huy coi kỹ hay con. Wow. Thằng bé nó cười mà hàm răng trên không có cây nào hết trơn. Hàng tiền đạo mất tiêu luôn trời. Rồi quý vị ơi, vào loại thần tài mình mua một lần mình dò hai lần quý vị nha. Lượt thứ nhất nếu mình chưa kinh thì mình giữ tờ lá vé lại, không bôi xóa, mình dò tiếp luôn quý vị. Còn ngay từ bây giờ thôi. Ngay từ bây giờ theo chị nè. Số 1 2 3 ý kỳ chủ ba đêm qua đây con cá lóc. Cái này nướng chết rồi. Ơi chết rồi. Trời ơi. Anh chú... ơi. Cái đầu cá lóc nó quẹo bên trái phải không? À, trời ơi, nội này cái gì vậy? Trời đất ơi là trời. Rồi quý vị, ai có vé rồi thì bây giờ em xin được mời một chủ nhân sẽ hỗ trợ cái lá tương Nam quay số. Muốn mời chú ba ghê rồi, á. Rồi đây, ông anh trai này anh giơ tay trước nè. Rồi mời chú ba luôn. Trời con cá lóc chú ba này bự nha. Trời ơi. Sách quyền con cá lóc lên kìa. Cá lóc chú ba đặt bên phải rồi. Trời ơi trời. Wow, chú ba. Nói nghe bà hả họng qua vậy trời. Cái đầu cá lóc bự kìa. Ở đây nè ông hả? Đây nè, đây mới tôi. Chú ba. Cái đầu cá lóc bự cái đuôi hơi nhỏ ha. Ý kỳ chú ba đem qua đây con cá lóc. Cá này sống lâu nên râu nó hơi móc. Chú ba có cắt mắt không chú ba? Không thôi chú ba. Bà này hỏi hèn gì? Ông ngại chị hỏi quậy trời. Con mắt chú ba có 1 mí 1. Rồi quý vị ơi, tìm được chủ nhân mời cô chú anh chị bắt đầu. Do số. Ông sợ, ông che lại được kìa. Nói nghe ông sợ quá, con cá lóc ông chui vô hang luôn kìa. Trời ơi, quá hey. Trời rồi. Nhảy ra hey động rồi. Yeah. Yeah. Hey. Số gì đây, số gì đây con, số gì đây, số gì đây con, số gì đang số gì đây. Người ta giàu lên non mà giá phú, hai đứa mình nghèo lén dắt anh theo em về mà miền Tây. Thằng tí nó hống chuyện ai về làng mình đây. Sao? Dưới chỗ em nơi đây nhiều mồi thay. Anh cứ nhậu thoải mái con xin em vào thay. Không hay là không về ố ố là đường cầm em đây mà yeah boy yeah. Hey say hey. Bài gì? Bài gì? Bà nói bài gì? Nó cưng mà bài gì? Chị nói. Chị phải nói em trước em mới vô được. Một vé cuối quý vị ơi. Một vé trước đi. Trong loại thân tài
1 quý vị. Số 1 quý vị, số 1 nha quý vị, số 1. Đi vô đi má, đi vô. Kính thưa quý vị, và vòng loại cũ đi qua, vòng loại mới lại đến à, và ngay từ bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau thương tình tham gia tâm dự. Ủa đi đâu vậy? Không chị, tại vì mỗi lần MC dẫn chương trình á thì sẽ đem những cái phụ kiện như thế này cho đúng với cái ba ca khúc mà em sắp sửa dẫn chương trình. Cho nên là em mới dọn như vậy đó chị đó. Ủa, cái phụ kiện của em nhìn thấy là vâng quý vị đó. Mình nhìn trên tay em đang làm một cái nón bảo hiểm quý vị. Dạ, một bó bông và một cái bánh tráng. À, sữa thì chắc có lẽ là ca khúc này sẽ liên quan tới gì? Kẹo dừa Bến Tre. Dạ, vâng thưa quý vị. Và ngay từ bây giờ chúng ta sẽ đến với một sáng tác của nhạc sĩ Mạc Thế Nhân. Xin mời quý vị mà đến với nhạc phẩm được mang tên Cho Vừa Lòng Em qua hai tiếng hát Cô Long và Hóa Nhi. Hey! Vâng, quý vị vừa được nghe qua đôi song ca Tiên Đồng Ngọc Nữ, Cô Long Dương Quá, đôi song Long Nhị Tố thưa quý vị. Trời ơi, trời lao bà nội ơi. Hả? Giới thiệu ông ta đàng hoàng. Kính thưa quý vị, mà vừa qua đứng lên em cho đôi lứa mới xứng đôi. Dạ. Đó rồi, trời, đôi lứa xứng đôi, trai nè, tài gái sắc và trời xanh một cặp. Tặng cho Cô Long đi Quá Nhi. Tặng đi. Tặng đi, tặng cho Quá Nhi, tặng cho Cô Long đi Quá Nhi. Trời ơi, tự nhiên thấy tôi thấy người ta kêu. Tặng đi trời kìa. Wow. Vâng, kính thưa quý vị, và vừa qua đó chính là một nhạc phẩm được mang tên Ngọc Nữ Tâm Kinh nha quý vị. Dạ, đúng rồi, thưa các quý vị. Bà nội ơi. Đó, đó. Cô dạ. Long và Quá Nhi thưa quý vị. Không phải. Tí gian tình là gì mà đôi lứa thề nguyền sống chết. Hey, còn câu nội ơi. Câu gì? Còn câu sao nữa? Câu gì? Đa tình tự cổ không duyên phận. Hai đứa ôm nhau chui xuống mộ. Trời ơi, trời. Ở đâu ra vậy má? Hai con Nguyễn Khôn. Dạ, quý vị ơi, không phải. À, để tôi chia sẻ cái nỗi lòng của bà cho. Bà lao quá. Thì thật sự thì hiểu chưa? Đúng rồi, Thành Nam là đại tử của Tâm Thảo. Dạ, thì thường thường quý vị mình nghe cô giáo Thảo đó quý vị. Dạ, thì Thảo có nói với em là đây là cô giáo Thảo ngoài đời thật nha quý vị nha. Tôi biết mà khùng quá. Bà ấy đi thì thật sự thì mọi người thấy hai người có đẹp đôi không quý vị? Dạ, đẹp đôi cho ông chàng pháo tay quý vị. Wow. Ôi trời đất ơi, liêu liêu mắc cỡ, liêu liêu mắc cỡ. Ủa đâu rồi, đâu rồi? Đi vô mất tiêu rồi cờ. Đỏ mặt hết rồi. Đỏ mặt hết rồi. Kìa kìa kìa, chạy theo kìa. Bước bước theo cô nàng. Hơi hơi thăm cô nàng. Hay 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 hay, khúc đó hay á. Mày đừng có ngủ tới làm MC trụng nữa nè. Rồi quý vị ơi, vâng, một sáng tác ca khúc được mang tên là Cho Vừa Lòng Em. Đúng rồi. Giờ vừa lòng chưa? Hả? Vừa chưa? Con thề. Trời ơi là trời. Trời ơi, tha cho sư phụ đi con. Không có được, không có được. Khi không sư phụ ngoảnh mặt làm ngơ, con tội tình chi để hững hờ. Quá trời, quá đất à. Rồi. Dạ quý vị. Dạ, thật ra là tại vì Nam nó kêu Thảo. Thôi thôi, để tôi nói cho bà nghe, tôi biết cái nỗi lòng của bà hiểu không? Tại vì Nam nó quán quân rồi nó hát tới con này sư phụ. Thôi rồi, ta đã xin cái miệng mà lại liền. Không bao giờ chuyện nó xảy ra. Rồi ý là bà khùng quá ra đây, tôi ý là tôi biết mà bà thích Nam cho nên là bà Quỷ phồn. Cái đó trời ơi, thích cái gì vậy? Dạ quý vị, bây giờ mình có bé trên tay và thính thấy bây giờ số, và trước khi vào số em xin mời một vị khán giả lên đây quỳ số giùm chị em dòng loại này nha quý vị. Cái này là sợ nha. Cái này là sợ nè nha, cái nét sợ đó. Ôi giận nữa đấy con. Thôi sư phụ đừng có giận mà. Giận nữa đấy. Đừng có giận mà. Cái gì vậy trời? Không ghê thiệt, có Đăng nổi da gà luôn á Đăng ơi. Dạ rồi. À, rồi bạn cứ ngồi đó phải không? Chụp hình phải không? 1 2 3 cười nha. 1 2 3. Cười chưa? Cười chưa? Cười chưa? Trời ơi! Cười, cười chưa? Rồi. Cười, bà cười vui vẻ. Bây giờ chị nói như vậy nè, vòng loại này 20.000 đồng. Mình có một cái voucher, đó chính là 1 triệu đồng. Bây giờ mình chia 3, thì mỗi một người lấy 100, còn 700 thì ba bà về đây lấy. Còn không thì mình quay số. Ai số lớn nhất thì mình sẽ nhận được một dĩa gỏi cá chích. Ai số nhỏ nhất? Chị nói gì vậy trời? À, không, không, không. Ai số lớn nhất thì mình sẽ nhận qua được 17 tỷ. Ai số nhỏ nhất mình nhận qua một suất CPD. Hãy chia đều đi các chị ha. Rồi. Dạ, dạ chia đều rồi. Xin mời mọi người vào bên trong nhận phần thưởng của mình chúc nha. Chúc mừng ba chị. Bà này cứ thao túng tâm lý người ta hoài trời. Không em. Em thấy như vậy thôi. Chị thao túng như vậy thôi. Chứ thật sự tối nay hát xong, tí nữa con Túc có đi ngủ, ngày mai nó đi tù rồi. Ôi trời, trời, trời. Vâng, dạ. À, xin cảm ơn bốn giọng ca rất là hay của anh Tô Hương Nam quý vị. Trời thật sự thì em rất là thích hai bài này, nhưng mà do hồi chiều em lên trễ quá, mấy chị không có tập, không có rủ em hát, em buồn quá. Bây giờ có trời thể nói thử mà rõ ràng nếu mà chị nếu thương mến nhau mà sao
hồi nãy á là tứ đại ngọt ngào, còn bà sẽ là tứ đại danh bổ. Khốn nạn thai, nhưng trong tình yêu thì tôi chỉ yêu anh. Rồi, kính thưa quý vị, và đó là một liên khúc, một sáng tác của Trần Quang Lộc và Tâm Anh. Một liên khúc được mang tên Vùng Lá Me Bay và Chuyện Tình Không Dĩ Vãng nha quý vị nha. Đó, và chúng ta cho bốn người đẹp một tràng pháo tay nữa được không quý vị ơi? Giới thiệu hay quá, hát một câu nghe chơi đi. Trời, em mới hát đó chị. Vùng Lá Me Bay đi, tới Vùng Lá Me Bay đi. Vùng Lá Me Bay thôi. Ok, dạo đi em. Trời ơi chị, coi chừng lá me bay không nổi nha. Em cứ miệng lại. Rồi rồi rồi, để em nó hát đi. Vùng lá me bay nhớ kỷ niệm hai chúng mình, đúng không chị? Đúng không? Đúng rồi. Rồi sao nữa? Ngày đó. Ngày đó. Bây giờ em hát hay chị hát? Khoan, nhưng mà trước khi hát tiếp cho tôi hỏi, me này là me thái. Me dốt được chưa má? Khổ số quý vị ơi. Vô. Số gì đây, mọc che ra, bác nghe vô ai mua giùm em như luôn. Số gì đây, mày ở trên dây. Cái gì? Mày ở trên dây. Trái đầu lòng. Trời ơi, chị ơi. BD, đứa nào nó cũng chết 4-5 mũi hết trơn hết trời á. Chị muốn hát cái gì chị cũng phải nhá hàng. Ví dụ chị đố, thì nó tụi em mới biết mà trẻ đời. Nó kêu chị kìa. Giờ chị đố không? Mày ở trên dây là trái đầu rồng. Có vợ có chồng là anh mà đu đủ. Đặt ra nhiều mũ là trái mít ướt. Hình tựa gà xước chính là cái trái thơm. Cái đầu chơm bơm là cái đầu con Mỹ Lệ. Nay gọn gàng nha. Nó gọn gàng rồi nha. Nghe không? Nghe chị Thái Thanh nói chưa? Chị nói làm sao? Tóc này người ta đẹp phải mồm mà kêu cái đầu chôm bơm. Sorry. Cái đầu chôm bơm phải không? Nằm. Cái đầu chôm bơm là trái bắp nấu. Hình thù sâu sâu. Hình thù sâu sâu là trái mà cà chê. Ngứa mà gãi mê. Ngứa mà gãi mê là cậu Năm bị lát. Tôi không có bị lát nha. Ủa sao nó biết chị bị lát hay vậy? Chị đâu có bị đâu. Em có bị không? Không, em đâu có bị. Chị thấy em gãi gãi hoài, biết có không? Em bị liệu ngang nghe cái đầu nhộp thôi. Quên, bữa đó thấy cậu Năm. Tôi đang đốt trái cây. Trái cây, ok rồi. Ngứa mà gãi mê là trái mắt mèo. Khoanh tay lo nghèo là nghèo thấy mụ nội. Phải không? Tôi đã nói tôi đố trái cây. Bà cứ trả lời cái câu gì nghèo thấy mẹ. Rồi. Khoanh tay lo nghèo là trái bằng ổi. Sông sâu chẳng lội là trái dâu mà trái cách. Trong bụng ốc ách là trái mà vừa tim. Để chính thăm kim là chuối già mà chuối xứ. Không gì lịch sự bằng tao cái giới hồng. Những cô chứa trong lòng can mà nấu nước. Tôi cũng xin cầu chúc có một năm chồng xinh phước mà từ đây. 57